Wow. Ôi mọi người ơi, cái này nhiều lắm. Nóng dai. Chào bạn. Chào mừng các bạn. Lại nào. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với X Channel. Và chúng mình là X-Trek. Ngày hôm nay thì chúng mình sẽ có một khách mời đặc biệt cùng tham gia kiểm chứng sản phẩm ngày hôm nay với chúng mình. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với em Trek, của mình là Hà Tập Hóa, Hà Mã Tấu, Hà Tập Hóa, Hà Xúc Vận Viễn. Sao mày lầm tên đấy. Và sản phẩm chúng mình sẽ kiểm chứng ngày hôm nay như tiêu đề đã ghi, đó chính là máy làm bỏng ngô tại nhà. Thật ra thì máy này cũng đã xuất hiện ở trên thị trường và nó không phải là một sản phẩm quá mới nữa rồi, nhưng mà tuy nhiên thì dạo gần đây nó bắt đầu xuất hiện lại ấy. Nên là chúng mình cảm thấy tò mò xem là thật sự là nó có tiện ích và đáng tiền và chất lượng như những gì người ta quảng cáo hay không. Nên là chúng mình quyết định là sẽ mua về để kiểm chứng cho các bạn, từ khâu mà đặt hàng cho đến khâu rửa dọn luôn. Và phần sau của video thì chúng mình cũng sẽ so sánh giữa chiếc máy này với cả nổ bằng lò vi sóng để xem là bên nào ngon hơn, giòn hơn, nóng hơn, đúng không? Tiết kiệm hơn. Mình có linh cảm sau khi mình sờ chất lượng hoàn thiện của nó thì chắc là dùng mấy lần nó hỏng. Mọi người có thể thấy rõ vào cái miếng nhựa này, nó kiểu nó đã không được chi tiết rồi ấy. Nhưng cái chỗ này vẫn là còn nhựa thừa này. Xong rồi nhựa trông nó còn không sạch ấy nhỉ? Nó bị bẩn bẩn ấy. Cái này chắc là bị va chạm nhiều lắm rồi này. Chiếc máy này thì sẽ có kích cỡ này khoảng bằng một găng tay của mình này. Và có màu đỏ này thì nhìn trên ảnh thì trông khá là bắt mắt, nhưng mà ở ngoài thì trông khá là nhựa. Ở đây thì có một cái dây cắm để cho chúng mình cắm và có một cái công tắc. Trông có vẻ khá dễ nhở? Mình chỉ cần cho cái ngô vào này, xong rồi mình bấm công tắc là được. Chiếc máy này thì ok, mình lại mua ở trên Shopee. Với giá vô cùng rẻ, 160.000. Hợp lý. Thôi được rồi, bây giờ sẽ không dài dòng nữa, chúng mình sẽ bắt đầu ngay thôi. Đầu tiên mình sẽ cho đầy một cắp ngô này và đổ vào đây. Ui dồi ôi, ui dồi ôi, em còn khoan lắm, mình bỏ cái này. Lại nha cả nhà. Cô ấy biết nhá, cô ấy thấy cảnh vừa rồi nha. Ngô này thì chúng mình sẽ mua là ngô nổ đúng không? Ừ, cái này thì sẽ mua được ở siêu thị hoặc là các cửa hàng làm bánh. Các phải đậy cái này vào đúng không bạn? Đậy vào đi cho đỡ bị nổ ra. Đậy thế này à? Đây chúng mình sẽ cho một cái bát ra đằng trước. Cắm điện thôi. Cái này là mình... không cần đâu. Mày ngửa ra cũng được mà. Đây, ngửa được mà. Ngửa ra. Nào vào chưa chị? Hai... Một chưa ạ? Ba! Ấy chà, nghe tiếng như máy xay ấy. Ôi, nóng phết mẹ. Cái mùi nhựa. Ôi, ôi, nó bắt đầu có dấu hiệu chị ơi, nó nổ rồi chị ơi. Ôi, còn thơm rồi đấy. Thơm đấy. Ôi trời ơi, hồn ga mẹ. Vũ hồn, cái hồn của mình. Thơm phết mà. Thơm mà. Hay mình cho ít quá, nó chưa bị rơi ra nhỉ? Đâu, mình cho vừa đủ mà. Ôi, ra rồi mọi người ơi, ra rồi. Hà ra rồi. Không, máy ra rồi, mình chưa ra. À không, ý là máy ra rồi. Ui. Ôi, nó ra cả những hạt mà chưa nở thôi á. Nóng lắm luôn ý, cái máy đang rất nóng ấy. Này có khi nào nó bị chảy nhựa đâu mà. Ui, sợ thế. Ê, hết rồi đấy. Tắt. Mấy cái dưới này hình như là chắc không nổ được nữa đâu. Wow. Ôi mọi người ơi, cái miếng... Nóng ra. Sao đấy? Trong này thì vẫn còn khoảng hơn 20 hạt ngô chưa nổ hết. Và trong bát này thì nó cũng không nổ được hết tất cả cái hạt đâu, mà nó sẽ bị bắn ra ngoài. Giòn nhưng mà chị? Thơm nhở, thơm lắm á. Thơm nhạt là vì là mình đang cho ngô. Ngô bình thường ấy chưa có bơ, chưa có đường gì cả. Nhưng mà nếu mà xét về cái độ giòn thì em thấy nó không phải là quá giòn. Mà nó nhanh ỉu ấy, cảm giác nó nhanh ỉu ấy. Để thêm khoảng 2-3 phút nữa thôi là nó sẽ bị ỉu rồi. Nếu mà như thế này mà kiểu cho thêm đường với bơ vào thì chắc là ăn luôn sẽ rất là ngon. Chúng mình sẽ quay trở lại với phương pháp truyền thống của chị Mây. Đấy là làm lò vi sóng. Để xem là nó có ngon hơn hay không. Ê, có hơi nhiều không? Tại bát này sợ bắn ra ấy. Mình cho ít đi. Tao sẽ cho theo cảm tính nhá. Hãy để đầu bếp Vi. Vi ơi, mình thích ngọt ngào Vi ạ. Tao cũng ăn ngọt lắm mày ơi, tao ăn ngọt khế ở cổ ấy. Thôi vừa phải thôi. Thôi. Kệ, tiếp theo. Hộ bạn. Chúng mình sẽ cho một ít bơ. Bơ này là bơ. Bơ thơm thôi mày ạ. Lân. Cho gần nào hả chị? Ít đủ mẹ nhạy thôi. Thêm tí nữa. Đấy, thế thôi, thế thôi. Thế để nhiệt độ bao nhiêu ấy? Em không biết. Để cứ để bình thường. Theo cảm tính không? Để đi. Cẩn thận nóng nhá. Mạnh lên cả nhà ơi. Mở đĩa chứ. Ui nóng lắm đấy. Nó khét mà. Nó khét rồi. Ui, nó thật sự nó lấy giấy cho em. Nó thật sự đã có những miếng bị khét rồi mọi người ơi. Cái đây là bơ với đường ấy. Nó
Trộn không kỹ xong đây là cái quán nhưng mà có bơ nhiều ấy, xong nó bị đen luôn. Ôi nó vừa thơm nó vừa khét ấy. Không mày ơi, toàn mình khét thôi. Biết là tại sao chúng ta cần mua cái máy kia rồi. Nó không giòn bằng cái kia mọi người. Đây là nhá, cái này nóng hơn cái máy này, nhưng mà về vị thì chắc là mình trộn không đều nhau. Trộn không đều. Nhưng mà được cái nó nổ hết cả các hạt ngô ấy. Đây là chỗ ngô lúc nãy chưa nổ hết à? Nhưng mà bởi vì là mình cố để cho nó nổ hết tất cả các hạt ngô ấy, nên là những cái hạt ngô nổ trước nó bị đen như thế này này. Và nó bị nhiều bơ quá ấy, nó bị đen xì luôn này. Nó đường đấy. Nhưng mà nó cũng không thật sự giòn ấy. Nó không giòn như mình kỳ vọng. Mày biết chỗ nào rất giòn không? Miếng này siêu giòn, ăn đi. Mời bạn Thôi, và bây giờ bọn mình sẽ so sánh bỏng ngô với bơ với đường trong chiếc máy này so với lọc bế sóng. Rồi, chỗ đi. Sau 15 phút mình sẽ rút kinh nghiệm, mình sẽ cho nhiều bơ hơn mẹ ạ. Nên mình sẽ cho ngô trộn èo. Nào. Trộn bơ, trộn đường. Rồi. Ngô trộn èo. Khét quá, có nghĩa là nó nổ không ta? Bấm đi. Nào. Mình thích, nó không đánh mình, nó bắt đầu nổ ấy à? Ôi vâng, dạ vâng, chúng ta đang có những biến đầu tiên. Ủa nhưng mà như thế này, tao nghĩ là bơ sẽ đều. Trong quá trình mà bắn lên thì có lẽ là nó cũng sẽ làm cho đều hơn. Tao nghĩ là cái này rất là đều. Tại vì nó trộn ở dưới rồi, xong rồi nó mới bắn, nó mới nổ. Yeah. Nhưng mà trông vẫn trắng mà mọi người. Nó không ngấm nhỉ? Thế là nó bắn hết lên đây rồi. Nóng lắm. Em ơi, em nhìn cái này em thấy vẫn còn mà. À! Nóng lắm à? Nóng lắm đấy. Ôi. Nóng bỏng luôn á. Thôi, dè vào bên nhóm nguội đã. Rồi. Như các bạn có thể thấy là trông có vẻ trông nó vẫn trắng. Mình có thể lau bát cho sạch được. Như các bạn có thể thấy thì trông có vẻ là nó cũng không vàng cho lắm. Ôi mọi người ơi, bơ với cả đường nó bắn hết lên trên này rồi. Ăn nó nhạt tuệt luôn ấy, nó không khác gì lần đầu tiên thật. Thế đó? Ừ. Sản phẩm thất bại các bạn. Nhạt vậy? Nhạt cực ấy. Sao mình cho rất nhiều bơ và rất nhiều đường rồi ấy. Các em, bỏng bán ngoài chợ cũng rẻ ấy. 10.000 một túi to đùng. Một túi. Thế sao mình nghe phải làm khổ bản thân như thế này nhỉ? Thôi rồi và tổng kết lại, với một chiếc máy bằng nhựa 160.000 và dùng mấy chỉ có 2 lần nữa nóng gian như chuẩn bị sắp nổ đến nơi rồi, thì mình nghĩ đây là một sản phẩm không đáng mua. Ra ngoài chợ mua bỏng, ra CGV mua bỏng. Nếu các bạn mà không muốn ra chợ mua bỏng mà muốn tự tay làm thử chẳng hạn, thì có thể theo gợi ý của chị May, đấy là mua sẵn những cái bỏng, những cái hạt ngô mà đã được ướp sẵn ấy. Như thế thì nó sẽ đều hơn và nó sẽ ngon hơn. Và nó cũng nhanh hơn nữa. Đấy là những cái truyền thống là bằng lò vi sóng, bằng bếp ga hoặc bằng chảo. Thì đây là những cái cách cơ bản rồi. Còn hôm nay là đây là bọn mình muốn thử một cái cách mới ấy, xem nó có nhanh tiện hơn, có tiện không? Hơn không. Nhưng mà kết luận lại là không. Và mình nghĩ là sản phẩm này uầy, chỉ nên thử một lần này thôi. Số đầu tiên em quay với mọi người mà nó lại fail này. Số tiếp theo fail sẽ là máy giặt. Và mình là định thử xem là rửa cái này nó sẽ như thế nào. Mình nhưng mà sẽ cực kỳ khó rửa vì nó bám vào từng cái ngóc ngách này, xong rồi thì cái nhựa này ui mỡ dầu mà nó ấy. Thôi mình nghĩ là bọn mình sẽ dẹp cái máy này đi ngay sau cái khi cái video này kết thúc. Bọn mình nghĩ là bọn mình sẽ quyết tâm là không check cái phần rửa nữa. Và nếu như các bạn cũng có sản phẩm gì muốn bọn mình mua về để kiểm chứng trước cho các bạn xem thì hãy comment ở bên dưới nhé. Còn bây giờ thì chào. Máy giặt mini nha mọi người. Rồi, ok, cảm ơn khán giả này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong số tiếp theo của Encheck. Bye bye. Gặp lại mọi người số sau có Hà Mạ Tấu. À nhầm. Hà Tạp Hóa. Hà Tạp Hóa.